Trở lại với nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Trên tay của Andy, Chris có một cái DVD. Hy vọng là quý vị có thể nhìn thấy hoặc là mình sẽ zoom để cho nó rõ hơn. Đó là một cái DVD nói về làm thế nào để mà mình học được cái piano và keyboard. Anh Trung, khi mà anh ra cái DVD này đó, thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn trẻ ủng hộ anh. Dạ. Ok, thì trong này nó có nhiều cái, phải nói là đi vào sâu vào ở trong cái kỹ thuật và những cái core, tức là cái hợp âm, cũng như là cái scale, tức là cái âm dài, vân vân và vân vân. Đó thì anh có thể giới thiệu cái CD này là anh tại sao anh ra một cái chỉ có learning on, only, nghĩa là chỉ có học về piano và keyboard mà không có học về những cái bộ môn khác. Vâng, thưa anh Chris, thì có thể nói rằng là đây là một cái DVD mà rất nhiều người bạn đã động viên Vũ Quang Trung làm cái DVD này. Đấy. Và cũng như là làm chuẩn bị làm một cái giáo trình để về dạy âm nhạc. Đấy. Cho các cái cháu cũng như các cái anh chị mà interesting đến âm nhạc gọi là modern music. Đấy. Bởi vì bản thân thì Vũ Quang Trung là được training classical là 16 năm non-stop. Đấy. Khi mà để mà viết dàn nhạc symphony. Nhưng mà cho khi sau 16 năm non-stop học xong thì mình vẫn struggling rất là nhiều năm để mà có thể chơi được một tác phẩm nhạc pop. Trong khi đó một nhắc tác phẩm nhạc pop thì chỉ có một trang giấy thôi. Mà trong đó mình có chơi những tác phẩm là mười mấy trang giấy. Của Beethoven, của Mozart gì đó, rồi là viết symphony tới 40 phút mà dàn nhạc tới 40-50 người. Mà tại sao mình lại rất là trở ngại khi chơi một cái tác phẩm có một trang giấy? Tại sao? Và đó là cái câu hỏi rất hay phải không ạ? Và cũng chính vì vậy khi mà Vũ Quang Trung có cái cơ hội mà đi sang nói chuyện một chút ngoài lề, tức là đi sang bên Australia Sydney học về cái master về composition cũng như là viết film scoring, thì Vũ Quang Trung đặt ngay câu hỏi đó cho cái ông thầy giáo là tôi muốn hỏi ông rằng là giữa một cái bản nhạc symphony của Beethoven tới những 40 phút mà một bản nhạc của Beatles Yesterday chỉ có 4-5 phút, cả hai bản nhạc cũng đều được cả triệu người thích, thì vậy cái gì là cái khác ở chỗ này? Bởi vì lúc đó là Vũ Quang Trung đang học về Art Management, thì ông ấy có nói rằng là một cái bản nhạc dài hay một bản nhạc ngắn, người ta không đánh giá hay là dở trên cái công sức làm dài hay là làm ngắn, mà người ta đánh giá trên cái meaning, cái message của cái tác phẩm đấy, delivery cho tới người khán giả. Nghĩa là làm sao mình chuyển đạt được cái tư tưởng, truyền đạt được cái gì, mục đích cái gì, cái nghệ thuật nó ở chỗ đó. Chứ nghệ thuật không phải là vấn đề khó hay là dễ hay là dài hay là ngắn. Và Vũ Quang Trung thấy điều đó là giống như một cái key khi mà mở ra. Thì tất nhiên là mình không suy nghĩ một cái extreme là ok, nói như vậy tất cả những gì càng dễ dàng thì có nghĩa rằng là rất là hay. Dễ dàng nhưng phải có nghệ thuật. Đúng, đúng. Cũng không có nghĩa rằng là thật là khó có nghĩa là hay. Vâng. Bởi vì không có nghĩa là làm cho nó khác người quá đi. Vâng, quá nó khác người đi rồi là quá cầu kỳ, hoặc là dài nghĩ là công sức 100 người chơi vào như vậy nhất định phải hay hơn. Không có nghĩa như vậy. Cuối cùng cái result nó làm ra là như thế nào. Vâng. Đó. Rất là hay. Thì trong cái DVD này là Vũ Quang Trung muốn chia sẻ là cái kinh nghiệm của Vũ Quang Trung sau rất là nhiều thời gian là mình đi học, cũng như là bằng kinh nghiệm của mình để tìm ra được cái key khi có những người mà đã có được cái good technique, đọc nhạc tốt, về theory tốt, mà để bỏ qua được cái trở ngại, để mình có thể chơi, có những cái phương pháp tập, để mà mình có thể chơi được một tác phẩm nhạc pop. Trong cái DVD này là có hai bài, đó là Autumn Leaf và Niềm Phút Cuối vâng. của nhạc sĩ Ngô Thụy Miền, đúng không? Thì trong nếu mà các bạn trẻ nào mà xem cái này là có thể master và có thể đánh được hai bài nhạc đó, đúng không? Có thể nói là như vậy. Wow. Còn tùy thuộc vào các bạn cái đam mê âm nhạc như thế nào. Vâng. Bây giờ mà đi ngoài lề một chút xíu, thì sau bao nhiêu năm mà anh giảng dạy cũng như là anh nghiên cứu về âm nhạc, okay, thì anh thấy là những cái thể loại nhạc mới bây giờ từ ở trong nước cũng như là bên ngoài nước thì nó sẽ đi về đâu? Nhạc của Việt Nam. Tại vì nó bị ảnh hưởng quá nhiều. Vâng, nó hiện giờ thì đây là một câu hỏi rất là rộng anh Chris. Hiện giờ mà nói thì điều đáng mừng tức là âm nhạc của Việt Nam được phát triển nhiều hơn. Nhiều người làm các cái thể loại âm nhạc, nhiều người sáng tác nhiều hơn, nhiều ca sĩ hơn. Vâng. Mình không nói về góc độ gọi là hay và dở ở đây bây giờ. Đúng. Mình chỉ nói đấy là một điều tốt, tức là sự phát triển được nhiều hơn cả ở trong nước, cũng cả như là ở tại hải ngoại.
thì có một điều là không thật sự là positive, tức là thật là tốt. Không biết rằng là có thể đây là vì thói quen, cái culture của người Việt Nam hay là vì cái tình hình kinh tế. Mà người Việt Nam rất ngại tiếp xúc những cái mới. Đâm ra là đó là một điều có thể thấy là hầu như là các âm nhạc 70% đến cho đến 80% của các cái production rất là hạn chế đưa những cái mới ra cho công chúng. Thì Vũ Quang Trung không biết rằng là có thể là nếu mình đưa ra một cái mới mà công chúng không tiếp nhận thì những cái production ấy cũng rất khó để có thể có một cái nền kinh tế, có cái finance để tiếp tục run cái production rất là khó. Nhưng nếu như mình không có cái đó thì cái market nó sẽ dần chết. Không, mình không dám so sánh với cả các cái market tại Mỹ, bởi vì Vũ Quang Trung có một cậu rất là may mắn được làm việc với ông một trong những ông là music producer cho ông Ray Charles, ông hai giải Grammy. Thì ông có nói với Vũ Quang Trung một câu là ông nói là mày đừng bao giờ deal mà làm việc với cả người lớn tuổi. Tại sao? Xong Vũ Quang Trung hỏi là tại sao? Vũ Quang Trung thì ông conservative mind. Ông tên là Herbert Ross. Herbert Ross tên là, thì ông nói là bởi vì những cái người lớn tuổi người ta mà mua một cái CD ấy, người ta tính lâu lắm. Người ta tính rất kỹ, người ta tính tiền rất kỹ để người ta mua một CD cho mày. Nhưng mà nếu như mà mày làm cho cái market trẻ đó thì tụi nó không có tiền. Đúng. Nhưng mà tụi nó muốn mua thì bố mẹ nó mua. Thì rất là hay. Ông là cái người mà làm music producer và năm nào ông nominate Grammy và ông hai giải Grammy. Ông ấy làm và ông cho nghe những cái CD mà ông làm cho những cái cháu có 15 tuổi, 18 tuổi. Bên cạnh đó thì ông vẫn thu cho những cái người mà rất là gọi là well known. Thì ông Ray Charles, cái CD của ông là bán một trong những cái CD mà trong lịch sử Mỹ là bán ngang ngửa với Thriller của Michael Jackson. Thì ông nói là chính vì vậy đâm ra cái market nó vẫn phải thay đổi. Nó phải thay đổi mà mày luôn luôn tìm ra cái mới. Thì Vũ Trung nghĩ rằng là tại sao cái market của Mỹ nó vẫn cái vẫn tiếp tục gọi là người mua người bán vận hành, những nhạc sĩ vẫn tiếp tục sáng tạo ra cái mới mỗi một năm, các bạn thấy thể loại âm nhạc một thay đổi, người ta vẫn mua. Mà đấy là thuộc về âm nhạc commercial chứ mình không nói về âm nhạc gọi là âm nhạc về nghiên cứu. Thì tại sao Việt Nam của mình lại không làm được cái đó mà vẫn tiếp tục vẫn quanh đi quẩn lại 60-70%, có thể hơn 70%, thì rất hiếm người hay là hiếm những cái production có thể làm ra những cái nền âm nhạc mới từ arrangement, từ sáng tác, từ phong cách biểu diễn. Tất cả mà có thì bằng cái cách đó tự nhiên nó làm cho cái nền âm nhạc của Việt Nam nó hơi bị chậm đi. Và mình không dám so sánh với Mỹ, bây giờ mình chỉ so sánh với Korea, rồi so sánh với Thái Lan, so sánh với Japan thì mình đã thua xa rất nhiều. Và có thể nói âm nhạc của Việt Nam bây giờ mất, hầu như có thể mình ở hải ngoại thì có thể nói là gần như là mất hẳn cái market cho tuổi trẻ. Ví dụ như các cháu từ 15 đến 20 tuổi. Như vậy thì bây giờ anh Quốc Bao, giờ anh nghĩ anh sẽ ram cái production của anh để anh promote cho những cái thể nhạc đó như vậy không? Những loại nhạc mới như vậy để cho cái thị trường nó thay đổi không? Vâng, Vũ Quang Trung nghĩ rằng là không chỉ một mình Vũ Quang Trung mà cần rất là nhiều những cái người musician khác. Những người composer sáng tác cũng như là người musician khác không có sợ là phải làm cái mới. Trước tiên mình cứ làm cái mới nhưng mà tất nhiên rằng là mình phải mix, phải balance nó, tức là không có extreme. Vâng, như vậy anh sẽ là người tiên phong. Không dám nói là người tiên phong thôi. Bây giờ nói thêm về cái vấn đề mà anh giảng giải từ nãy giờ, mình nói chuyện sâu về vấn đề âm nhạc. Thì bây giờ những cái lớp nhạc, thí dụ mà có những bạn trẻ cũng như là tất cả các khán thính giả mà có con em muốn học những cái lớp nhạc của anh giảng dạy đó, thì người ta sẽ liên lạc như thế nào? Ở đâu? Anh có cái trường về nhạc? Dạ vâng, cảm ơn Chris. Thì Vũ Quang Trung có một cái trường âm nhạc ở tại khu Catina Plaza, thì nằm trên đường Bosa. Vâng. Thì trong trường thì cho tới ngày hôm nay là 14 thầy giáo giảng dạy. Wow, 14. Tất cả, vâng, tất cả các bộ môn như là piano, như là guitar, drums, vocal, rồi là music theory và recording. Vâng, thì tất cả các thầy giáo đều là tốt nghiệp
Russian rồi là ở Mỹ để mà giúp cho các cái con em mà làm sao mà học tốt cũng như là mình kết hợp được cái được giữa classical và modern. Đó là cái direction của cái trường của Vũ Quang Trung. Trong những cái lớp nhạc đó thì anh hướng dẫn những cái bộ môn nào? Piano, keyboard? Vâng, piano. Vâng, bản thân Vũ Quang Trung thì trực tiếp giảng dạy về piano và lo về cái direction của music school. Khi mà nói đến một cái trường như vậy đó thì khi mà mình mở ra một cái trường, mình có nhiều giáo sư trong đó, thì cái vấn đề management, vấn đề financial đó thì anh làm sao anh manage được cái vấn đề financial? Vâng, cái đó là một cái câu hỏi rất là khó cho tất cả những người đứng bên cạnh việc làm âm nhạc, đó là việc làm business. Như vậy anh vừa thành công ở trong nghệ thuật và anh cũng vừa thành công ở trong business. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin thương mại. Xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi. Sau đây là nhạc phẩm Bản Tình Cuối của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên, sẽ do chính nhạc sĩ Vũ Quang Trung trình bày. Xin cảm ơn.